Nguồn gốc và sự hình thành của chữ viết tiếng Việt, chữ quốc ngữ, phần 1. Chữ viết tiếng Việt, chữ quốc ngữ là hệ thống chữ viết ghi âm vị xây dựng dựa trên cơ sở chữ cái Latin. Chữ Việt được sáng chế khoảng nửa đầu thế kỷ 17, có lẽ do các giáo sĩ Bồ Đào Nha, mà người đầu tiên có thể là Francisco de Pina. Trong bài tựa cuốn Từ điển Việt Bồ Latin in tại Roma năm 1651, Alexander de Rhodes có viết như sau: "Ngoài những điều mà tôi đã học được nhờ chính người bản xứ trong suốt gần 12 năm, thời gian mà tôi lưu trú tại hai xứ Cochin và Đông Kinh, thì ngay từ đầu tôi đã học với cha Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha, thuộc hội dòng Giê-xu rất nhỏ bé. Chúng tôi là thầy dạy tiếng, người thứ nhất trong chúng tôi rất am tường tiếng này và cũng là người thứ nhất bắt đầu giảng thuyết bằng ngôn ngữ đó mà không dùng thông ngôn." Tiếc rằng Pina ở nước ta từ năm 1617 đến khi mất là năm 1625 không để lại một tài liệu nào về chữ Việt trong thời kỳ phôi thai này, mà ta chỉ có thể biết qua đôi điều nhờ các văn bản của các giáo sĩ người Ý. Đặc điểm của chữ Việt giai đoạn này là chưa có các dấu thanh, chưa có các con chữ A, O, U, E, Ơ và có một số yếu tố Ý, nhưng về căn bản thì chịu ảnh hưởng rõ rệt từ chữ Bồ Đào Nha. Đến năm 1645, chữ cái tiếng Việt lại có một số đặc điểm thay đổi như sau: có thêm các con chữ mới á, ở, ê, ô, ơ, ư, ảnh hưởng Bồ Đào Nha át hẳn ảnh hưởng của Ý. Một số yếu tố vẫn chưa ổn định, các âm cuối và âm đầu. Năm 1651, Alexander de Rhodes cho nhà in ở Roma đúc chữ Việt Nam lần đầu tiên để in cuốn từ điển Việt Bồ Latin. Có thể coi cuốn từ điển này là tờ giấy khai sinh của chữ Việt. Thời này, chữ Việt có các đặc điểm như sau: có thêm con chữ mới là đờ và dấu hỏi. Có những cách viết khác ngày nay, có thể do cách âm vần của tiếng Việt thời ấy như vậy, hoặc do cách phiên âm. Những giai đoạn tiếp theo, chữ viết tiếng Việt đã thay đổi và phát triển như thế nào? Cùng đón xem video phần 2 chữ viết tiếng Việt, chữ quốc ngữ, hoặc tìm mua giáo trình tiếng Việt tập 2 của nhà xuất bản Đại học Sư phạm để biết thêm chi tiết nha. Bye bye!